đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Túc Tịnh Y, Trần Triết viễn tranh phiên vị, sức đầu mẻ tráng ngay trong ngày đầu lên sóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Bối cảnh của Trần Triết viễn nam chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, bảo sao được ưu ái lớn đến vậy. Tiên Kiếm 4 bị Tiên Kiếm 6 đánh bại, Ngô Thư Hân bất ngờ được khen hơn Cúc Tịnh Y. Vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đã chính thức lên sóng sau thời gian dài đóng máy. Để tuyên truyền bộ phim Tiên Kiếm 4 do Cúc Tịnh Y, Trần Triết viễn thủ vai, tài khoản chính thức của đoàn phim đã đăng hai bài viết, mỗi bài thay phiên ghi tên Cúc Tịnh Y hoặc Trần Triết viễn lên đầu tiên, thể hiện hai diễn viên chính có vị thế hàng đầu quan trọng như nhau trong toàn bộ dàn diễn viên của phim. Khán giả xem phim Hoa Ngữ chưa kịp vui mừng vì phim lên sóng sau 2 năm khởi quay thì nam nữ chính của phim là Cúc Tịnh Y và Trần Triết viễn lại bất ngờ đăng đàn thông báo đoàn làm phim có nhiều điều khuất tất trong hợp đồng, ảnh hưởng quyền lợi của diễn viên. Cụ thể, studio của Cúc Tịnh Y lập tức đăng bài khẳng định rằng, khi ký kết tham gia vào bộ phim, trong hợp đồng ghi rõ cái tên Cúc Tịnh Y sẽ luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong toàn bộ dàn cast. Tức bất kể trong các bài đăng tuyên truyền hay trong phần giới thiệu đầu cuối phim, tên cô sẽ luôn được viết ở một hàng riêng và đứng đầu trong dàn cast. Phía nữ diễn viên cũng lên án đoàn phim không tuân thủ hợp đồng, không tôn trọng thỏa thuận và sẽ truy cứu trách nhiệm những người dùng Internet có hành vi bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm nữ nghệ sĩ về vấn đề vị trí nói trên nhằm bảo vệ quyền lợi cho cô. Không thua kém, studio của nam chính Trần Triết viễn cũng tự minh oan bằng cách đăng bài khẳng định Trần Triết viễn ký hợp đồng với điều kiện nam chính số 1 và theo cam kết trong hợp đồng. Tên của nam nữ chính sẽ luôn phiên xếp đầu và ghi chú, không phân thứ tự trước sau như đoàn phim đang thực hiện. Phía nam diễn viên khẳng định tôn trọng nguyên tắc hợp tác cơ bản, tôn trọng kịch bản, nhân vật, tuân thủ hợp đồng, kèm theo đó cũng phủ nhận các tin đồn không có thật như tranh giành vị trí đứng đầu dàn cast, được tư bản nâng đỡ chống lưng, có ý đồ cướp vị trí đứng đầu và sẽ truy cứu trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ. Hiện nay, đa phần cư dân mạng đang đứng về phía nữ idol, cho rằng đoàn phim lá mặt lá trái khi hợp đồng một đằng, làm việc một nẻo, ủng hộ truy cứu đến cùng. Về phần Trần Triết viễn, tuy không có lỗi về mặt pháp luật trong vụ việc trên, nhưng xét theo thời điểm ký kết, bản thân anh vẫn chưa có mấy tên tuổi trong làng giải trí, nhưng lại có thể đứng ngang hàng với Cúc Tịnh Y, người có nhiều kinh nghiệm và tác phẩm hơn mà lại thanh minh, không có chống lưng là điều vô cùng khó tin. Do đó hành vi dọa tố cáo của anh càng làm nhiều người phản cảm. Nhiều cư dân mạng đã cho rằng đoàn phim đang thiên vị nam chính Trần Triết viễn và cố tình chèn ép Cúc Tịnh Y, cho rằng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 là có vốn đầu tư từ công ty Trần Triết viễn nên nữ chính dù thiệt thòi nhưng cũng không thể làm gì được. Bên cạnh đó, netizen xứ Trung còn phát hiện các video quảng bá cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đều lấy hình ảnh của Cúc Tịnh Y làm thumb banner. Khán giả cho rằng Cúc Tịnh Y tuy thực tích phải chia đôi cùng Trần Triết viễn nhưng lại bị lợi dụng hình ảnh để kiếm nhiệt cho phim. Các netizen Trung cũng phát hiện Weibo hai diễn viên phụ Mao Tử Tuấn và Mao Hiểu Tuệ đều follow Cúc Tịnh Y nhưng không follow nam chính Trần Triết viễn, khiến nhiều người cho rằng dàn diễn viên đều không chấp nhận hành động xé phiên vị của nam diễn viên. Netizen cũng soi ra được phim của Thẩm Nguyệt và Trần Triết viễn đóng chính. Hiện tại Trần Triết viễn đã lên phiên một trong khi thông báo trước đó là bình phiên. Theo truyền thông Hoa Ngữ đưa tin cũng như văn bản phía đoàn đội Cúc Tịnh Y đưa ra, cô là người ký hợp đồng đầu tiên với tư cách nữ chính nhất phiên của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Trần Triết viễn là người tới sau, trước đó cũng đồng ý đảm nhận phiên 2. Thế nhưng tới khi sao nam họ Trần nổi tiếng, anh lại bất ngờ đòi xé phiên, không muốn bị lép vế. Cùng với sự bất mãn, nhiều netizen bắt đầu lục tung các nguồn thông tin để tìm hiểu về bối cảnh, thân phận Trần Triết viễn, xem rốt cuộc sao nam vụng trộm không thể giấu có tư bản, chống lưng mạnh thế nào mà có thể xé phiên vị được với Cúc Tịnh Y. Theo những gì cư dân mạng tìm hiểu được, EQEE, nhà sản xuất phim đầu tư của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, là cổ đông lớn nhất, chiếm tới 95% cổ phần của Quả Nhiên Thiên Không, cũng chính là công ty quản lý của Trần Triết viễn. Điểm này quả thực đã làm dân tình vỡ lẽ ra nhiều thứ, cảm thán rằng không phải ngẫu nhiên Trần Triết viễn lại được gọi là thái tử EQEE, liên tục nhận được tài nguyên tốt, ví như việc anh giành được nam chính nhất phiên phim chính kịch Đêm Tối và Bình Minh, cũng là một sản phẩm của EQEE, hay như tại đêm hội gào thét EQEE 2023. Giám đốc điều hành kim nhà sáng lập EQEE đích thân giới thiệu Trần Triết viễn với đạo diễn lớn Phùng Tiểu Phong cùng những người quyền lực khác. Sau những tập đầu tiên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 4 nhanh chóng tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên nhận xét nội dung câu chuyện thú vị, thích hợp xem để giải trí. Song,
Một số ý kiến từ fan nguyên tác cho rằng kịch bản cải biên loạn xạ, rời rạc, làm mất đi tinh thần vốn có của cốt truyện cũng như những tinh hoa đặc sắc nhất trong bản game. Theo nhận xét của fan nguyên tác, cảm nhận sau khi xem tập 1 cũng không đến nỗi nào, nhưng sang đến tập 2, lỗ hổng kịch bản lập tức xuất hiện. Web drama Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 gặp phải điểm trừ nghiêm trọng ở phần gốc. Nhiều fan nguyên tác thắc mắc họ đang xem gì vậy. Tinh thần và màu sắc, tiềm tiên, đặc trưng trong hệ liệt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện đã bốc hơi chăng? Tuy nhiên, xét cho cùng không phải bất cứ ai cũng là fan cứng của nguyên tác, từng chơi game và tìm hiểu qua nội dung gốc. Chính vì vậy, Tiên Kiếm 4 với nhiều tình tiết gây cười cùng nhiều lời thoại, vô tri nhưng sắc bén của các nhân vật vẫn thừa sức tạo ấn tượng với đông đảo khán giả. Điều đó được chứng tỏ qua mức độ thảo luận, các chỉ số phát sóng, nhiệt độ của bộ phim. Được biết Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 có mức đầu tư đến 300 triệu nhân dân tệ, hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm mang tầm vóc bom tấn trong thể loại tiên hiệp vốn đang trên đà đi xuống của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau khi ra mắt, series hiện nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực từ người xem, đặc biệt ở khâu hình ảnh và kỹ xảo. Trong hầu hết các bài đánh giá, netizen phàn nàn bộ phim trông giống một tác phẩm web drama rẻ tiền. Khâu kỹ xảo nhìn rất giả tạo, không thuyết phục được người xem. Dễ dàng thấy bối cảnh nhân tạo của đỉnh Thanh Loan, đạo cụ kém chân thực, màu phim vừa tối vừa cũ kỹ như thời xưa. Hiệu ứng kỹ xảo chỉ dừng lại ở tầm trung trong thời đại 5.0 nhưng không đến mức gây khó chịu cho người xem. Ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã thất vọng khi nhìn thấy các nhân vật yêu quái trong phim. Đầu tiên là một chú lợn con với cặp mắt to tròn cùng đôi tai to quá khổ giống như cánh dùng để bay. Nhiều người cho biết còn tưởng đang bật nhầm kênh hoạt hình của trẻ em. Tên yêu quái còn lại xuất hiện trong tập phim là Đại Trư Yêu cũng gây thất vọng không kém. Lần này, ekip không dùng kỹ xảo mà hóa trang một diễn viên thành một kẻ nửa người nửa lợn rừng. Nhiều netizen nhận xét tạo hình nhân vật trông rất rẻ tiền và giả trân, thậm chí còn thua xa Trư Bát Giới trong Tây Du Ký 1986. Đặc biệt là mái tóc của Đại Trư Yêu trông không khác gì đội tạm chổi lau nhà lên đầu. Thậm chí, đoàn phim còn sơ suất đến nỗi để lọt cả một chiếc xe ô tô vào trong khung hình dù phim lấy bối cảnh cổ đại. Nhìn sang các nhân vật người, khâu trang điểm và phục trang của phim cũng khiến nhiều khán giả phải ngán ngẩm vì quá sơ sài. Trong một phân đoạn, tất cả nhân vật nữ của phim thậm chí không được đánh son, trừ nữ chính do Cúc Tịnh Y thủ vai. Nam chính Trần Triết Viễn cũng bị chê với phần lông mày bị kẻ quá đậm, thậm chí còn bị lệch trong một số phân cảnh. Sau chưa đầy một ngày lên sóng, phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 do Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn đóng chính đã cán mốc nhiệt độ phim là 7.500 trên nền tảng chiếu IQIE, một con số được đánh giá tương đối bình thường khi phim có tới 2 lưu lượng góp mặt. Nhận xét về phần thể hiện của hai diễn viên vẫn xuất hiện hai phe bất đồng quan điểm. Một phe bên vực, khen ngợi hết lời. Phe còn lại buông lời chê bai không thương tiếc, phủ nhận toàn bộ công sức của cặp đôi. Nhưng một điều mà hẳn những ai thường xuyên theo dõi Cúc Tịnh Y có thể thấy rõ, vai diễn Hàn Lăng Sa lần này thật sự hợp với cô nàng. Tạo hình không còn diêm dúa, phục sức rườm rà hay trang điểm dày cộp như đa số các vai diễn trước kia. Biểu cảm của cô nàng cũng linh hoạt, sinh động hơn rất nhiều. Ngoài diễn xuất và nội dung phim, khán giả còn tranh cãi khi phát hiện sự xuất hiện của cố diễn viên Châu Hải My trong dàn diễn viên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Được biết, Châu Hải My tham gia vai khách mời nữ thần Huyền Thiên trong phim. Khi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 lên sóng, tên của Châu Hải My xuất hiện ở phần mở đầu và kết thúc mỗi tập phim nhưng được đóng khung. Sự việc nhanh chóng leo top hot search mạng xã hội Weibo xứ Trung với thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cư dân mạng chia ra làm hai luồng ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng cách làm của đoàn phim có phần thiếu thành ý, thậm chí là đang dùng tên tuổi nữ nghệ sĩ quá cố để PR cho phim. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng đoàn phim đóng khung tên của Châu Hải My là để tưởng nhớ cô. Hiện tại, danh tiếng của đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 không được đánh giá tích cực do tranh cãi về việc giành vị trí top 1 của nam nữ chính trong các bài quảng bá phim. Không ít khán giả cho rằng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 khó thu về thành tích như kỳ vọng. Đặc biệt, nếu so sánh với Tiên Kiếm 6 đang lên sóng cùng thời điểm thì rõ ràng đối thủ ăn điểm hơn nhiều khi không có lùm xùm ngoài lề, thể hiện của cả dàn diễn viên đều ổn định, tương tác tốt. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và 6 chỉ lên sóng cách nhau có một ngày khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Điều đó có nghĩa là hai tác phẩm có chung đề tài tiên hiệp sẽ đối đầu trực tiếp trong thời điểm này, so kè toàn diện từ diễn xuất, nội dung, kỹ xảo cho tới độ nổi tiếng, hút fan. Cư dân mạng từng đoán Ngô Thư Hân sẽ chịu lép vế trước đàn chị do không sở hữu nhan sắc nổi bật đồng thời thường xuyên vướng thị phi.
nhiều anti-fan nên duyên người qua đường không bằng Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên, sau khi cả hai phim lên sóng, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 lại bất ngờ tỏ ra vượt trội. Tác phẩm chiếu mạng của nền tảng Tencent Video cho thấy nội dung hài hước, hấp dẫn, thiết lập các nhân vật đều ổn định, kỹ xảo được đánh giá mượt mà, đẹp mắt vượt mức kỳ vọng. Không chỉ vậy, Hứa Khải và Ngô Thư Hân thường bị nghi ngờ về diễn xuất nhưng trong Tiên Kiếm 6 lại phát huy rất tốt, mang lại cảm giác tự nhiên, dễ chịu cho khán giả xem phim. Thành tích Tiên Kiếm 6 cũng rất tích cực khi phá 23.000 nhiệt độ nền tảng ngay trong tối đầu tiên phát sóng. Chỉ số nhân vật Việt Kỳ do Ngô Thư Hân đảm nhiệm cũng phá chính bảng xếp hạng Vincom ngay ngày đầu. Chưa hết, nhân vật Việt Kỳ, Ngô Thư Hân đảm nhận còn được ghi nhận là vai diễn đầu tiên trong lịch sử Tencent phá vỡ chỉ số điểm nhiệt, độ nổi tiếng 10 triệu trước khi phim khởi chiếu. Có thể thấy, chỉ số data win của phim hay chỉ số nhân vật Vincom của nam nữ chính Tiên Kiếm 4 đều kém hơn Tiên Kiếm 6. Không hẹn mà gặp, cả hai dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp cùng lên sóng gần sát nhau, khiến khán giả có dịp bàn ra tán vào sôi nổi, thậm chí đề tài còn leo thẳng lên top tìm kiếm nóng Weibo.